thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, về cơ bản công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố đã hoàn thành đúng quy định. Ý kiến của cử tri là thước đo về năng lực, uy tín, trí tuệ và phẩm chất đạo đức của các ứng viên. Đây là bước quan trọng tạo cơ sở đánh giá toàn diện khách quan để lựa chọn những người thực sự xứng đáng vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội. Chính vì vậy, một trong những tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội đó là phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Và đây cũng chính là thử thách đầu tiên đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Hội nghị cử tri nơi cư trú tại tổ dân cư số 1 phường Giảng Võ vừa diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc, có người còn ghi chép cẩn thận. Cử tri nơi cư trú chính là những người sâu sát nhất với những người được giới thiệu ứng cử ngay tại hội nghị đã có những phát biểu thẳng thắn công khai về những người ứng cử với mong muốn đây sẽ là những người phản ánh được ý kiến của người dân tại diễn đàn quốc hội. riêng tôi thì tôi cực kỳ quý bởi vì là một đại biểu đúng là của dân, vì dân. từ công việc nhỏ nhất ví dụ như vệ sinh hàng tuần, gia đình tham gia rất đầy đủ, rồi đến cái việc đóng góp các cái quỹ ủng hộ người nghèo các quỹ khác nhau thì gia đình tham gia rất tốt, được hàng xóm rất tín nhiệm. Tuy nhiên, địa bàn sinh sống rộng, công việc bận rộn nên nhiều cử tri chưa hiểu hết về người được giới thiệu ứng cử. Nhưng qua theo dõi lắng nghe về lý lịch, quá trình công tác cũng như các ý kiến cử tri khác tại hội nghị, họ đều đã có quyết định của mình. Tôi thấy rằng là về lý lịch rất là rõ ràng, quá trình công tác và hoạt động rất là tốt và uh, xứng đáng để mà ứng cử vào cơ quan quyền lực của nhà nước. Vì trong một khu dân cư mà, cho nên là tôi thường xuyên gặp mặt, thường xuyên uh, uh, chào hỏi nhau. Thì tôi là người lớn tuổi, thì ba ứng cử viên này bao giờ gặp tôi cũng chào hỏi rất niềm nở và tự trong đáy lòng tôi thành thực, tôi rất yêu mến cả ba đại biểu này. Cử tri nơi cư trú là người gần gũi với ứng cử viên đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân nhất. Do vậy, ý kiến của cử tri là thức đo về năng lực, uy tín, trí tuệ, phẩm chất đạo đức của ứng viên. Đây là thử thách đầu tiên đối với các ứng viên để lựa chọn được những đại biểu thực sự gần dân, thực sự cống hiến hết sức mình cho cử tri và nhân dân. Do đó, lựa chọn của cử tri nơi cư trú là lựa chọn khách quan nhất đối với mỗi ứng cử viên. Cả quy trình các bước hiệp thương, giới thiệu rồi quy trình lấy ý kiến cử tri nơi cư trú là rất quan trọng để xác định là đối với đại biểu nào đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn để tham gia vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Có ý kiến thiếu tính xây dựng cho rằng, các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú không thực chất vì luôn đạt nhất trí 100%. Điều này là hoàn toàn không chính xác. Đơn cử tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đã có tới 5 trường hợp giới thiệu ứng cử có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đạt dưới 50%. Thậm chí có người đạt tỷ lệ rất thấp 9%, 2% do không được cử tri nơi cư trú tín nhiệm. Điều này cho thấy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong giám sát công tác chuẩn bị bầu cử, bảo đảm đúng quy định. Mặt trận từng cấp có trách nhiệm tổ chức các cuộc giám sát để qua đó tổng hợp ngay các ý kiến kiến nghị. Trong từng giai đoạn, từng bước, qua giám sát, nếu có những điều bất cập thì kiến nghị hoàn chỉnh ngay. Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng đã quán triệt đến mặt trận Tổ quốc các cấp, tăng cường sự giám sát trực tiếp của các đơn vị thành viên của mặt trận Tổ quốc của mặt trận Tổ quốc các cấp và đặc biệt là kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát trực tiếp tại các cuộc lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú và nơi công tác của người ứng cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Có thể nói, các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đã và đang diễn ra đúng quy trình thực chất dân chủ và công khai. Người ứng cử sẽ không thể trở thành người đại biểu của nhân dân một khi chưa được sự tín nhiệm của cử tri. Có thể thấy đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Bởi vậy, tiếng nói của họ không chỉ là tiếng nói của một địa phương, một ngành hay một lĩnh vực mà là của lòng dân. Bởi hơn ai hết, chính cử tri sẽ là người cầm lá phiếu quyết định những người đủ đức đủ tài xứng đáng đại diện cho mình. Và đến đây chương trình của chúng tôi xin tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị